Xin chào quý vị đang theo dõi bản tin trên kênh youtube của báo sức khỏe đời sống. Thưa quý vị, cập nhật những tin tức mới nhất về vụ nữ sinh bị làm nhục tại sóc quần áo tại Thanh Hóa. Hiện tại cô gái này đã nhập viện. Tình trạng sức khỏe hiện tại của nữ sinh này như thế nào? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin để biết thêm chi tiết. Cụ thể, vụ nữ sinh lớp 11 ăn cắp chân váy 160.000 đồng bị chủ sóc quần áo bạo hành trở thành vụ việc nóng nhất mạng xã hội ngày qua. Sáng mùng 3 tháng 12, công an phường Lan Sơn và công an thành phố Thanh Hóa đã vào cuộc. Gia đình nữ sinh VTTM, sinh năm 2004, cũng đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Liên hệ với anh Vũ Việt Thắng, sinh năm 1989, người từng quyên góp ủng hộ cho em VTTM, anh đã chia sẻ với chúng tôi một số thông tin mới nhất về thiếu nữ. Theo đó anh Thắng cho biết, gia đình đã đưa mời nhập viện để theo dõi sức khỏe. Mờ đang nằm viện truyền nước, mờ bị tâm lý là nhiều, với em cũng bị đá và đánh vào đầu nữa. Hiện vẫn đợi kết quả từ bác sĩ. Ở viện có cậu mờ đang ở viện với cháu, còn mẹ mờ thì về nhà lo cho các em. Anh Thắng nói. Anh Thắng cho biết, gia đình mờ có hoàn cảnh khó khăn, bố mất từ năm 2019, mẹ làm ruộng một mình nuôi bốn chị em ăn học. Bà nội của mờ bị mù đã nhiều năm, cũng vừa mất cách đây không lâu, bác gái mờ bị bệnh, gia đình neo người. Bố mờ mất khoảng được mấy tháng thì bác em ấy cũng mất, rồi bà nội cũng mất luôn. Đợt ấy mình kêu gọi được hơn 96 triệu cho nhà mờ để lo hậu sự, vì hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, không đủ trang trải. Mình cũng nói với bé mờ là tiền này cũng để mờ đóng học, được đi học đầy đủ, anh Thắng cho hay. Qua vài lần tiếp xúc trực tiếp, anh Thắng cảm nhận được nữ sinh mờ ngoan, tuy nhiên tính lại khá trầm. Khi xảy ra sự việc, anh cũng bất ngờ nhưng vẫn tiếp tục trấn an mẹ nữ sinh. Mờ nói ít, mà hay e thẹn. Mấy hôm rồi xảy ra việc, mờ cũng hối hận, đã xin nhận lỗi và xin chủ shop tha lỗi mà nhà này không đồng ý. Mình cũng khuyên mẹ mờ nên bình tĩnh không nặng lời tránh ảnh hưởng tâm lý cháu, để cháu an tâm điều trị ổn định sức khỏe đã, anh thắng cho hay. Bà B, mẹ thiếu nữ mờ, sinh năm 2004, trú tại phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa bị chủ shop quần áo mai hường thành phố thanh hóa hành hạ cắt áo ngực rồi đăng clip lên mạng do ăn trộm chiếc váy cho biết trong sáng nay bà và gia đình đã đưa con gái đến bệnh viện khám do cháu bị chóng đầu nên gia đình đưa ra viện để kiểm tra và hiện tại cháu vẫn đang nằm viện để tiếp tục theo dõi sức khỏe bà b cho hay cũng theo bà B, ngoài việc bị choáng sau sự việc xảy ra, con gái bà hiện đang học lớp 12, còn suy nhược về tinh thần, chỉ ở lì trong nhà, xấu hổ không dám ra ngoài, không dám gặp người lạ cũng như đi học. Gia đình chúng tôi biết lỗi ban đầu là do con gái mình gây ra và việc trộm đồ hoàn toàn không đúng nên đã đến xin lỗi. Nhưng thực sự khi xem xong clip mới thấy chủ quán quần áo quá đáng cháu tuổi còn dài lại là con gái mà làm như vậy rồi tung clip lên làm cháu xấu hổ, sợ không dám gặp ai, bà bê nói thêm. Về nguyện vọng của gia đình, bà bê cho hay gia đình hiện cũng đang rất rối bời nên trước mắt chỉ mong mọi việc sớm được giải quyết đúng pháp luật để cháu sớm ổn định tinh thần lo việc học hành. Trước đó, luật sư Nguyễn Văn Hưng và giám đốc công ty luật hợp danh The Light Đoàn luật sư Hà Nội cho biết Ông đã liên hệ với mẹ thiếu nữ mờ và thống nhất là thứ ba tuần tới sẽ vào thăm cháu cũng như tư vấn, hướng dẫn cụ thể cho gia đình về những vấn đề liên quan đến pháp lý nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cháu. Sau đó gia đình sẽ có thống nhất để có đơn mời luật sư tham gia bảo vệ. Luật sư Hưng cũng nhìn nhận trong vụ việc này, cháu mờ cũng có hành vi sai là đã lấy trộm chiếc chân váy trị giá 160.000 đồng của chủ shop quần áo Mai Hường. Tuy nhiên, giá trị của chiếc váy theo quy định chưa đến mức xử lý hình sự. Do vậy lẽ ra, chủ shop nên báo cho cơ quan công an mời gia đình đến để lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản của cháu. Xong, chủ shop đã không làm như vậy mà lại có hành vi đánh đập cùng nhiều người khác trong shop hành hung cô bé, đồng thời ép cô gái phải đền số tiền đến 10 triệu đồng điều đáng lên án nhất hành vi đánh đập dùng kéo cắt tóc cắt xé quần áo được một nhóm người thực hiện không chỉ thế trong lúc hành hung cô bé nhóm đối tượng này đang còn quay clip với mục đích làm nhục gây hành động vô nhân tính không có tính người luật sư hưng nói Nam luật sư chỉ rõ, vì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai vợ chồng chủ shop Mai Hường về hành vi cưỡng đoạt tài sản và làm nhục người khác. Trong đó, vợ bị khởi tố cả hai tội, còn chồng về tội cưỡng đoạt tài sản là nhanh chóng kịp thời. Tổng hợp hình phạt của hai tội danh trên theo luật sư có thể phải lên đến 10 năm tù nếu bị tòa kết án sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đây là bài học cho những ai coi thường người khác. Đáng nhẽ họ đang là những người được pháp luật bảo vệ vì mất tài sản thì lại trở thành kẻ phạm tội với những khung hình phạt rất nặng, luật sư Hưng nói thêm. Vụ chủ shop hành hung nữ sinh trộm váy, đừng lấy cái sai để trị cái sai. Nữ sinh trộm váy ở Thanh Hóa là hành vi sai trái, nhưng chủ shop lại dùng sai cách để răng đe cô gái. Cộng đồng mạng lại lấy cái sai của chủ shop để nhạo bán sỉ nhục, thì lại tiếp tục tạo thêm một cái sai khác nữa hành động trộm cắp của nữ sinh là sai thế nhưng chủ shop bắt quả tang thì phải giao cho cơ quan chức năng hay đưa cô gái về cho gia đình giáo dục tính chuyện khắc phục sự cố chứ đánh người lại càng thêm sai đánh người rồi lại uy hiếp tống tiền chiếc váy đến 10 15 triệu đồng thì lại càng sai hơn nói chung cả hai đều sai nhưng đáng trách nhất là chủ shop anh Nguyễn Vĩnh Phú ngụ tại tỉnh Bến Tre bình luận thể hiện sự bức xúc của mình anh Nguyễn Kim Tân ngụ Hà Nội cho biết Bị mất cấp thì ai cũng tức, nhưng chủ shop lớn tuổi hơn nữ sinh, phải bình tĩnh xử lý, chứ không thể hành động như vậy. Tương lai của một nữ sinh, công việc của chủ shop đã bị hủy hoại chỉ vì lấy cái sai này giải quyết cái sai khác. Đồng tình với anh Tân, chị Đỗ Thị Ngân, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra ý kiến. Nữ sinh trộm váy là đã sai hoàn toàn, nhưng hành động của chủ shop còn sai hơn cả nghìn lần. Nếu mọi việc chỉ dừng lại ở mức cảnh cáo, có lẽ cửa hàng đã không tự đổ bắt cơm của mình. Chị Đặng Thị Thanh Hoa, ngủ tại thành phố Hồ Chí Minh nói, không cho người khác con đường lui thì sẽ tự tay cắt đứt đường lui của mình. Ăn trộm là sai, nhưng cái sai đó cần giáo dục và bảo ban, chứ không thể dùng hành vi sai trái để trách phạt. Bạn đọc Nguyễn Hải nêu quan điểm, nữ sinh sai sẽ có pháp luật xử lý, Việc tự ý giải quyết, dùng hung khí đe dọa của chủ cửa hàng không thể chấp nhận và dung thứ. Công an nhất định sẽ xử lý nghiêm những hành xử vô văn hóa, không có tính nhân văn, cũng không chỉ chủ cửa hàng mà còn những người giúp sức. Dưới góc độ pháp luật, bạn Hoàng My phân tích, nếu phát hiện người khác có hành vi trộm cắp tài sản thì người bị trộm chỉ được phép giữ nguyên hiện trường trình báo sự việc cho cơ quan chức năng để được xử lý việc chủ cửa hàng đánh đập mắng nhiếc cô gái rồi quay video đăng lên mạng xã hội là vi phạm pháp luật và đã bị khởi tố về góc độ đạo đức cái mà tôi muốn nói nhất ở đây là tình người xem clip đau lòng biết bao nhiêu việc xử lý của chủ cửa hàng đã làm ảnh hưởng đến chính mình và tương lai của cháu nữ sinh bạn hoàng my chia sẻ từ sự việc này, Hoàng My cho rằng phụ huynh ngoài dạy con trẻ về việc phải tuyệt đối tôn trọng tài sản, cơ thể, danh dự của người khác thì phải giáo dục cho các em hiểu không ai có quyền đánh đập, nhục mạ, chà đạp lên nhân phẩm của mình. Ngoài những bức xúc phân tích say trái của nữ sinh và chủ cửa hàng quần áo Mai Hường, một vài người quá khích còn đưa hình ảnh của chủ cửa hàng với tính chất sỉ nhục. Bức xúc trước hành động này của cộng đồng mạng, chị Hoàng Thị Cúc, ngụ tại Thanh Hóa chia sẻ, nữ sinh đã phải nhận một hình phạt quá lớn so với lỗi đã gây ra. Chủ cửa hàng đã trả giá cho hành động tàn nhẫn của mình. Tuy nhiên, cộng đồng mạng đang bêu rớ chủ shop kia có nghĩ là mình cũng đang sai không? Đó là hành động làm nhục người khác. Pháp luật không cho phép sử dụng hành vi vi phạm pháp luật để giải quyết một hành vi vi phạm pháp luật khác. Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chị Cúc, anh Trần Nhật Hạ, ngụ tại Thanh Hóa bình luận. Chủ shop sai thì trách chủ shop thôi, sao nhiều người lại dạy biểu quê hương của người ta, bạn tốt hay xấu không phải do sinh ra ở đâu. Đừng viên cớ là người ta sai, rồi chính mình cũng dùng từ ngữ chưa chuẩn mực, bèo rếu hình ảnh cá nhân của người khác. Theo anh Hạ, đối tượng vi phạm pháp luật còn có người thân, bạn bè, cho nên việc đưa hình ảnh cá nhân với lời lẽ cợt nhã sẽ khiến gia đình họ đau lòng. Hành động bèo rếu quá đáng của một số người trên cộng đồng mạng cũng chẳng khác gì là chủ shop đã làm với nữ sinh xin hãy bình tĩnh chọn cách hành xử nhân văn hơn. Anh Hoàng Văn Khánh, ngụ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, ăn trộm là không tốt, nhà tôi bán quần áo, trộm vào bê cả một sấp quần jean, nhưng tôi luôn tự nhủ, của đi thay người, lần sau cẩn thận hơn, có lần bắt được tận tay, tôi cũng chỉ cảnh cáo, lấy lại đồ rồi để họ đi nếu chủ cửa hàng mai hường bình tĩnh hơn tìm hiểu hoàn cảnh đáng thương của cô bé chủ cửa hàng có thể dạy dỗ nhẹ nhàng nhưng thật nghiêm khắc để cô bé không dám tái phạm việc dạy dỗ này chỉ có hai bên gia đình biết với nhau không công khai danh tính cô bé rồi tặng hẳn cái váy có lẽ bây giờ chủ cửa hàng cũng nổi tiếng nhưng theo một cách tốt đẹp hơn thưa quý vị sau khi cơ quan chức năng vào cuộc hy vọng rằng những hành vi trái pháp luật sẽ nhận hình phạt thích đáng cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo